Alo, thì chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ đưa các bạn trở về tuổi thơ với tựa game Bowie Mobi. Thì tựa game này lúc trước là nó có ở trên PC, nhưng mà sau thời gian mọi người đã dần chuyển sang Liên Minh thì có rất ít người chơi lại tựa game Bowie này. Thì hôm nay mình sẽ chơi cái tựa game này ở trên di động để thử xem nó có khác gì với PC cái phiên bản lúc trước không nha. Thì hôm nay mình sẽ chơi vị tướng mà siêu đây. Thì mình đi đường giữa với một bạn tàu hồng. Sao bạn tiểu kiều lại đi với mình đây? Bạn tiểu kiều ơi, bạn đi đâu đi đi. Rồi đây. Như các bạn thấy thì trang bị thì nó vẫn giống như bản Bowie PC thôi, và cái skill cũng vậy. Thì vị tướng mình đang chơi là vị tướng mà siêu. Thì mình sẽ nói sơ qua một tí skill cho các bạn. Thì skill 2 là giật điện, nó sẽ nảy qua các đơn vị lính, nó sẽ nảy cho đến khi nào hết hết đơn vị phải dính phải thì thôi. Đây, bạn tàu hồng đã lao vào trụ đánh mình rồi. Rồi cái chiêu 1 là tăng tốc độ đánh, và chiêu 3 là tăng tăng giáp. Đây thì mình sẽ nên trang bị là cái kiếm chích tiền đầu tiên. Thì nếu như bạn nào đã chơi Bowie bản PC thì các bạn có thể biết là cái kiếm chích tiền này nó là cái món đồ hết sức là quan trọng để cho các bạn farm. Thì bản này thì mình sẽ chỉ là farm ở mid cho đến khi mình lên được cái kiếm chích tiền thôi, rồi mình sẽ vào rồi mình farm. Với con mã siêu này thì mình sẽ mắc chiêu 2 đầu tiên nha, chiêu giật điện rất là mạnh. Khi mà đánh với đầu tàu hồng thì chúng ta phải lưu ý vì cái sát thương của đầu hồng nó sẽ đốt rất là đau. Đây mình đã lên xong cái kiếm chích tiền mà mình bắt đầu công cuộc đi farm rừng. Mình vừa lên được chiêu cuối luôn, chiêu cuối nó rất là hữu dụng vì nó giúp cho bạn farm rừng nó rất là nhanh, nó giống như là cái giáp lửa của Liên Minh vậy. Vâng, hai bạn đang chặn đầu mình. Ôi, phòng vũ điệp, phòng vũ điệp, phòng vũ điệp. Ồ, hay quá. Ôi, bạn Thông, né 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 né. Hay quá. Phải xử lý đi vào lòng người của mã siêu. Rồi, mình đã hết máu nên mình sẽ đi về một tí. Thì nhìn cái nhìn sơ qua thì nó giống đến 90% so với cái bản PC. Đồ họa thì nó có thể là nó nhìn nó một tí. Vị tướng trước mặt đấy là vị tướng Hồng Vũ Điệp với khả năng tàng hình và chạy trốn hết sức ghê gớm. Nên khi mà đánh với Hồng Vũ Điệp thì các bạn nên trưng bày nên sắm cho mình một cái con mắt tím để có thể phát hiện được tầm nhìn của Hồng Vũ Điệp. Team mình đang đánh khá là hay, đang nhận trước đội bạn 93 về mạng rồi. Mình thấy bên này thì khá là nhiều đồ kích hoạt, nó rất khác so với những cái tựa game MOBA trên điện thoại. Mình bị giật mạng rồi. Cái trường hợp này trường hợp hết sức là bình thường khi mà các bạn chơi ở bên server Trung Quốc. Thì nếu như các bạn muốn chơi ổn thì các bạn nên tải cho mình cái phần mềm UBatter để các bạn có thể là giảm pin. Đây, rồi mình cái trang bị thứ hai mình lên đó là một cái song kiếm để gia tăng khả năng nhanh nhẹn và sức mạnh. Đấy, các bạn thấy không? Nếu như các bạn không lên được mắt tím thì Hồng Vũ Điệp có thể là tàng hình và bạn không thể nào bắt được. Đây rồi, mình lại ghé thăm trên top.
Đây một con bốp, pha một con bốp. Ôi thấy nhiều hết sức ghê gớm luôn. Không thể nào cân được. Bởi vì đây là một game đồng đội nên là mình không thể nào một mình có thể cân được 4-5 người được. Thì mình sẽ tiếp theo mình sẽ lên một cái bao tay, huyết thạch. Nó là một cái trang bị kích hoạt. Ôi lạ lát rồi. Nó là một cái trang bị kích hoạt để cho các bạn có thể tăng được hút máu và tốc đánh trong cái thời gian nhất định. Thì cái trang bị này rất là lợi cho những cái vị tướng đấu sĩ hoặc là sát thủ đánh gần. Đấy các bạn thấy không? Con vũ Hồng Vũ Điệp này rất là khó chịu. Hồng Vũ Điệp chỉ việc là bật chiêu một lên và chạy thôi. Ôi thế hết sức là khó chịu. Đây 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 rồi. Bạn lại tàng hình và chạy mất rồi. Cái vòng xanh xanh dưới cái chân của bao quy cam nên đó là cây kiếm ngự, có thể là kháng được tất cả các hiệu ứng, gây choáng, làm chậm các chiêu lên người của bản thân. Cho nên nếu mà các bạn nào mà đánh AD hoặc là những cái vị tướng mà rất rất dễ mà bị dính hiệu ứng CC đó thì các bạn có thể là lên cái kiếm ngự. Đây, đó là cái trang bị thứ tư trong này. Khả năng cao là mình sẽ lên một cái ở trong Liên Minh thì gọi là cái giao điện, thì mình sẽ gọi nó là một cái chùy điện đi. Thì con mã siêu này nó có tầng 2 chiêu gây sấm sét, cộng với một cái cây chì điện nữa thì nó sẽ là một cái nguồn điện hết sức là mạnh, có thể là thắp sáng cả một cái làng. Đây rồi. Khi mà các bạn đánh với cái con bồ nghiêng, cái con vừa rồi đấy, thì các bạn nên né cái tâm của cái ulti của con bồ nghiêng ra, tại vì là mặc dù bạn cho đến cỡ nào thì các bạn đứng ở trong cái phần tâm của con bồ nghiêng vẫn hết sức là đau đấy. Trong khi đó mình vẫn chưa có kháng phép. Mình lên là full đồ đam luôn mà. Đánh như thế mới đã chứ. Rồi, mình sẽ ăn con cóc. Con này là con gì mà mình quên tên này, mình gọi nó là con cóc thành tinh đi. Và cái nó sẽ có một cái trang bị kích hoạt, đó là các bạn nhắm vào thì các bạn sẽ được tăng tốc độ chạy. Tuy nhiên cái này nó được tính là một món trang bị, cho nên khi mà các bạn full đồ thì các bạn không thể nào lấy được nữa. Thì có thể nói là tựa game này để mà nói thì so với các tựa game mobile hiện hiện tại thì nó vẫn không thua kém, mà cũng một phần là nó có thể nhỉnh hơn, bởi vì đồ họa nó rất là đẹp, trang bị thì hết sức là phong phú, và các bạn xem các trang bị kích hoạt rất là nhiều. Đây mình mới lên có vài món thôi mà đã có tới ba cái trang bị kích hoạt rồi. Cộng với cho mình là hai cái chiêu kích hoạt nữa. Các bạn có thể sử dụng là khá là khó khăn đấy, khó khăn khi mà các bạn tiếp cận đó. Và các bạn có thấy một cái bùa màu vàng ở bên góc bên trái không? Đó là một cái phù, nó giống như là một cái tay le. Thì các bạn có thể dùng nó để tay le vào trụ, để bảo vệ trụ, thì các bạn sẽ không phải tốn một cái phép bổ trợ là phép dịch chuyển để các bạn quay trở lại đường. Tuy nhiên thì nó sẽ có thời gian hồi chiêu, khi mà các bạn dùng phù về lên trụ thì các bạn sẽ cần phải có 1 phút hồi hồi chiêu của cái phù, nhưng mà đó đây mình không dùng phù. Đây mình lại tiếp tục đi farm rừng thôi. Game mobile nào cũng vậy, các bạn nên farm, để có những cái trang bị cần thiết, đặc biệt là khi mà các bạn chơi những cái con tướng mà giai đoạn đầu yếu. Đây, rồi mình sẽ lên một cái kiếm kích choáng.
Thì cái kiếm kích chón này nó có hai cơ chế hoạt động. Thứ nhất là cái cây kiếm màu xanh. Rồi mình xin lỗi, mình đánh thằng này cái. Bao quy cam nên hết sức là mạnh nên là mình không ai đánh được. Bạn bao quy cam nên cũng lên full đam rồi. Bạn bao quy cam nên có một cây né tránh đau. Đây, mình quay trở lại nói với cái cây kiếm gai chón này thì nó sẽ có hai cơ chế hoạt động. Các bạn để ý, đây là cái cây kiếm màu màu hồng thì nó sẽ có xác suất là gây ít sát thương nhưng mà nó gây chón nhiều, và cái cây kiếm màu xanh nó sẽ ngược lại, đó là gây sát thương nhiều nhưng lại chón ít. Rồi mình sẽ ăn con viêm đế. Bây giờ mình cũng khá là mạnh rồi nên mình ăn rất là nhanh, và khi mà ăn được viêm đế thì các bạn sẽ có một cái bùa. Cái bùa này là cái bùa để cho các bạn có thể hồi sinh lại được một lần. Thì trận đấu này thì team bạn có lẽ là đang gỡ lại rồi, team mình đang hết sức là khó khăn. Và bên này thì bạn muốn chiến thắng thì sẽ có hai trường hợp: một là bạn có thể đập trụ đối phương và chiến thắng, và thứ hai là các bạn có thể đạt được 60 mạng. Tuy nhiên là mình đã đẩy vào nhà chính của đối phương rồi, tuy nhiên là sức chống cự của đội bạn là rất mạnh cho nên là mình chưa thể nào end game được. Vừa rồi thì mình đã dùng cái viêm đế để hồi sinh, tuy nhiên là mình không thể thoát được. Thì nếu như các bạn nào yêu thích tựa game này thì có thể để lại bình luận để tiếp theo mình sẽ làm thêm một cái video hướng dẫn tải game và đăng ký, cũng như là giảm cái pin xuống để các bạn có thể chơi ổn hơn. Thì tất cả mọi thắc mắc của các bạn hãy để lại bên dưới phần comment và mình sẽ giải thích cho tất cả. Xin cảm ơn các bạn đã xem hết video.